Vâng, hello, em Thịnh Bến Tre gửi lời chào đến bà con nha. Trong hôm nay trực tiếp clip này ha, em sẽ phích giá 30 triệu đồng cho anh em mình khi đến đây mua ô tô cũ nha. Đó, rất là nhiều dòng xe ô tô cũ luôn cho anh em mình ha. Riêng một cái xe Rondo máy dầu này hôm nay để cho anh em mình bớt anh em 30 triệu. Bữa giờ á, em quay á, là hồi lúc mới lấy về quay 48 lần, xong 465 ha. Bây giờ xả vốn luôn, 435 triệu bớt 30 triệu đồng cho anh em mình. Khi anh em đến đây xem xe và mua tiền mặt, anh em thấy cụm đèn đẹp không? Nháy đạo. Cái này là trong video nó nháy thôi chứ bình thường nó không nháy vậy anh chị ha. Tại vì khi cái con mắt của camera mình nó dập vô cái đèn LED á, nó sẽ bị nháy lên vậy ha. Đó, chất xe rất là đẹp anh chị. Tới thời xe nhân gương, xe thì hiện tại thì chưa phát hiện đâm đụng hay lỗi lầm gì hết. Máy số gầm thì cực kỳ anh chị, máy dầu. Dòng này máy dầu động cơ 2.0 mấy máy dầu anh chị ha. Cho nên chạy thì nó cũng khá là tiết kiệm dầu anh chị. 100 cây giờ mày nó rơi vào tầm khoảng 7 lít dầu thôi anh chị ha. Rondo 7 chỗ ngồi thì gầm cao dễ chạy thoáng mát bị Sài Gòn. Tích hợp anh em mua về chạy gia đình, chạy dịch vụ đó, đều được. 4 mâm 4 vỏ mới, sơn xi đẹp, máy số ngon nha chị nha. Đó. Gầm 70 điểm luôn anh chị nha. Nóc xe đã đẹp, gôn kiến cũng đã đẹp luôn. Giá rất là rẻ anh chị ha, 435 triệu. Bao xài luôn. Tí xíu mình gửi xe ô tô là lên sóng xe ô tô cho anh em mình xem luôn á. Em này thì máy dầu, chạy thì nó khá là bốc lửa anh chị ha. Đó. Em máy gì ha, dàn ghế dàn bọng túp lô túp ly nè. Cái này chùi mà chùi không sạch đó anh chị ha, còn nó còn dầu á chứ không phải nó bị chóc nha. Kính là kính bấm rất là nhẹ anh chị ha. Nhẹ tay à. Xe thì máy số gầm ngon hết rồi. Anh em mua về xem việc lên xe mà đi thôi. Cũng không có làm cái gì anh chị nha. Giá quá hợp lý luôn anh chị ha. Kính bấm lốc kính gương kính chỉnh điện gập gương tự động luôn nè anh chị nha. Đó, dòng Rondo máy dầu rồi, nói chung thì chạy cũng khá là ok á. Dàn ghế zin luôn anh chị, cho nên nó sẽ cái tài sẽ bị nhăn theo 5 tháng anh chị ha. Cái đó không quan trọng. Đó. Ghế zin mình không so với ghế lợp được. Xe thì vô lăng rất đẹp anh chị ha, màn hình Android, số là số tự động anh chị, dễ chạy nha. Túp lô túp ly đẹp, trần bọc 5D, dính cái trần nó hơi xấu, riêng em thì em thích trần zin thôi. Nhưng mà trần đã bọc 5D người ta đã tốn tiền rồi cho nên mình đâu có chê được. Bọc cái trần lên tốn cũng mấy triệu bạc ít đâu. À. À. Gương chống chói luôn anh chị ha, máy dầu, trợ lực nhà te. Đó. Điều hòa auto màn Android xịn, có gắn cái này kêu bằng cái gì ta, mặt dưỡng ha. Đó, túi khí đầy đủ, túi khí đây nè. Đây nữa. Túp lô túp ly đẹp. Rồi ok, để em quay cái máy cho nên mình xem xe chạy mấy 103.000 cái số anh chị nha. Có xem xe là có bớt, có alo là có bớt, có lấy thử là có bớt. Và cũng như anh em có bình luận comment em sẽ bớt anh em từ 1 cho đến 3 triệu đồng nha. Máy hơi dơ chưa rửa anh chị, máy dầu à. Quá êm luôn anh chị ơi. Đó, cabo keo chỉ nè. Khá là êm máy anh chị ha. Nhất mới luôn anh chị nha, nhớ mới thay. Máy dầu nổ kia tiếng nghe mắc cười ha, chạch. Dòng này thì được trang bị túi khí nè, phanh ABS nè, gập gương tự động nè, số tự động nè, máy dầu chạy cũng khá là ổn anh chị ha. Giá thì nó cũng rẻ, giờ nó cũng rẻ lắm. Xe này nếu mà nó xe cục cọp thì nó rơi vào tầm khoảng 46-47. Xe này thì được chứ không có cọp anh chị, chạy 100.000 rồi. Thì xe này để cho anh em mình là 435, thì anh em nào thích cái mẫu này thì liên hệ cho em. Chạy ở đâu anh Sơn ở đó cho anh em nha, mà thường như dường như là chiếc xe này chưa có thấy bích này. Thứ nhất là được ơn tiền được cái bờ biển là biển Sài Gòn nè, thứ hai là máy dầu nè, thứ ba là bảy chỗ ngồi rộng rãi nè, mà giá tiền có 400 hơn hay rẻ hơn Fortuner nhiều. Đó, rồi ok, thì anh em nào mà thích cái mẫu này thì liên hệ cho em qua số nhân viên là 0866 6789 71 nha. Bên em thì có giao lưu, có trao đổi bà con ha, bà con mang xe cũ đổi với em, mang xe mới đổi với em vẫn được anh em, thấy không? Vios còn một cặp đây nữa nè, Laser một cặp, Nubiga một cặp, dây một cặp, Camry này một cặp luôn, Innova tới mười mấy chiếc, dòng Cờ Đu này thì quá trời luôn cũng mười mấy chiếc luôn. Anh em có thể qua tham khảo lấy thử chạy thử nha. Em này là Cờ Gu La City nhập Hàn Quốc 2.9 số tự động, mình bán 240 nữa nè, nhiều lắm anh em. Qua giao lưu trao đổi lựa chọn nha. Rồi em cảm ơn, địa chỉ cửa hàng em cứ gõ Google Thịnh Bến Tre đi, vị trí là tới rồi. Em cảm ơn bà con và chúc cho toàn thể anh chị bà con mình thật nhiều sức khỏe và an lành trong cuộc sống nha. Anh em nào xem mến thích em xin vỗ like một đăng ký kênh để mình cập nhật được nhiều video hơn nha.